chào quý vị và các bạn. Sau đây xin kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bài viết từ vụ Mobifone MVG nhìn lại tri ân nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Bài viết của tác giả Phạm Chí Dũng được đăng trên trang Kali Today. Nếu bà Nguyễn Thanh Phượng, con gái ruột của cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sắp tới bị Bộ Công an khởi tố và tống giam liên quan đến vụ Mobifone MVG, đó sẽ là một lý giải rất thích đáng cho mối hoài nghi của dư luận về việc tại sao ngay trước Tết Nguyên đán 2018, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân lại cả gan đến thăm cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và còn tri ân sự đóng góp của người tử tế. Chỉ 3 ngày sau thời điểm ông Nguyễn Phú Trọng đi nước cờ đầu tiên trong năm âm lịch 2018 về quyết định bổ nhiệm ông Trần Quốc Vượng làm thường trực Ban Bí thư, vào ngày 8 tháng 3 năm 2018, Văn phòng Trung ương Đảng có công văn số 6106 CVVPTU về việc xử lý vụ Tổng công ty Viễn thông Mobifone mua 95% công ty cổ phần nghe nhìn toàn cầu AVG. Theo công văn trên, Ban Bí thư đã họp dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để nghe Ban Cán sự Đảng Thanh tra Chính phủ báo cáo kết quả việc thanh tra dự án Tổng công ty Viễn thông Mobifone mua 95% cổ phần của AVG. Ban Bí thư cho rằng đây là một vụ việc rất nghiêm trọng, phức tạp, nhạy cảm, dư luận xã hội đặc biệt quan tâm. Thanh tra Chính phủ đã có nhiều cố gắng tiến hành thanh tra toàn diện, kết luận và báo cáo với Ban Bí thư. Ban Bí thư đề nghị Thường trực Chính phủ, Thanh tra Chính phủ chỉ đạo và chịu trách nhiệm về kết luận thanh tra, sớm công bố kết luận thanh tra theo quy định của pháp luật. Các cơ quan có trách nhiệm khẩn trương xem xét, xử lý vụ việc bảo đảm khách quan, chính xác theo quy định của Đảng và pháp luật nhà nước, với tinh thần kiên quyết, chặt chẽ, làm rõ đến đâu xử lý đến đó, đúng người, đúng vi phạm, đúng pháp luật và thu hồi tài sản nhà nước bị thất thoát. Đây là lần đầu tiên Ban Bí thư ban hành văn bản chính thức chỉ đạo xử lý vụ Mobifone MVG kể từ khi kết luận thanh tra vụ việc này bị ngâm tôm đến hơn một năm. Tính chất rất nghiêm trọng được nêu trong văn bản trên có thể được xem là tương đương với mức độ rất nghiêm trọng trong kết luận kiểm tra của Ủy ban Kiểm tra Trung ương vào tháng 4 năm 2017 đối với Ủy viên Bộ Chính trị Đinh La Thăng về những sai phạm của ông Thăng khi ông này còn là Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam PVN, dẫn tới vụ bắt giam ông Thăng vào tháng 12 năm 2017. Nếu báo cáo kết luận kiểm tra vụ Đinh La Thăng là chiến tích đầu tiên của chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Quốc Vượng, thì chỉ đạo xử lý vụ Mobifone MVG là biểu hiện quyền lực đầu tiên của ông Vượng trên cương vị thường trực Ban Bí thư thay ông Đinh Thế Huynh nghỉ chữa bệnh dài hạn, mà thực chất là ông Huynh bị coi là đã cháy. Vào giữa năm 2016, Văn phòng Trung ương Đảng đã có một văn bản truyền đạt chỉ đạo việc cần làm ngay của Tổng Bí thư Trọng về việc xử lý vụ chiếc xe hơi lết sụt của Phó Chủ tịch Hậu Giang Trịnh Xuân Thanh, mở đường cho chiến dịch truy buộc ông Thanh, khiến Thanh phải bỏ trốn sang Đức. Cuộc họp xử lý vụ Mobifone mua AVG cũng có dấu ấn rất lớn của Tổng Bí thư Trọng. Có thể cho rằng, tuy Trần Quốc Vượng là người ký tên văn bản, nhưng Nguyễn Phú Trọng mới là nhân vật quyết định về chủ trương, quan điểm và cách thức hành xử đối với đại án quốc gia này. Tuy báo chí Việt Nam đưa tin, Ban Bí thư chỉ đạo xử lý vụ Mobifone mua 95% cổ phần AVG đã không nêu rõ văn bản truyền đạt chỉ đạo này gửi cho những cơ quan nào và cơ quan nào là nơi nhận chính, nhưng có thể dễ dàng hình dung văn bản trên được gửi cho Bộ Công an theo quy trình chuyển hồ sơ từ cơ quan thanh tra sang cơ quan điều tra. Hiện tượng Tổng Bí thư Trọng và Ban Bí thư họp xử lý vụ Mobifone MVG và văn bản chỉ đạo được ban hành cùng ngày, đồng thời được cung cấp cho báo chí đăng tải rộng rãi, cho thấy văn bản này chỉ là một động tác hợp thức hóa cho những nội dung mà ông Trọng có thể đã chỉ đạo riêng các cơ quan thanh tra và điều tra tiến hành trước ngày 8 tháng 3 năm 2018. Tức là đã có thể diễn ra vụ bắt trước, công bố sau, như nhiều dấu hiệu mà dư luận đã chứng kiến trong vụ bắt và khám nhà Đinh La Thăng vào ngày 8 tháng 12 năm 2017. Theo đó, có thể đã có một số nhân vật bị nhập kho trong thời gian gần đây. Đó là những ai? Chỉ 3 ngày trước cuộc họp của Ban Bí thư chỉ đạo xử lý vụ Mobifone mua 95% cổ phần AVG đã xuất hiện vài tin tức đáng chú ý về người đốt lò vĩ đại, một tụng danh mà Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV vừa dành tặng cho Nguyễn Phú Trọng, sẽ chỉ đạo công bố kết luận thanh tra vụ Mobifone mua AVG vào tháng 3 này. Một vụ việc thậm chí còn có thể lớn hơn cả vụ Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh. Có khoảng 10 đối tượng sẽ bị khởi tố và bắt giam. Lê Nam Trà, Cao Duy Hải, Phạm Nhật Vũ, kể cả Nguyễn Bắc Son, cựu Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông. Bà Nguyễn Thanh Phượng, con gái ruột của cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, bị cho là chủ mưu trong vụ Mobifone mua AVG. Tác giả của thông tin trên lấy bút danh là Công Lý. Trước đây, Công Lý đã viết một ít bài về vụ Mobifone mua AVG, không phải trên báo nhà nước mà trên mạng xã hội.
mang màu sắc tin nội bộ và với một giọng văn có nét quen thuộc trong giới blogger Việt Nam. Theo tác giả Công Lý, Nguyễn Thanh Phượng, nguyên chủ tịch Ngân hàng Bản Việt, đã đưa Lê Nam Trà lên ghế chủ tịch Mobifone để cùng Phạm Nhật Vũ tính kế vụ AVG, chỉ đạo 4 công ty định giá trong việc nhào nặn số liệu để đưa AVG lên mức giá cao hơn 9 lần giá trị thực. Khi bị bắt giam, chắc chắn Phạm Nhật Vũ sẽ khai ra danh sách các quan chức nhận tiền lãi quả của vụ AVG, ít nhất thì người nhận vài chục, người nhiều thì nhận đến ngàn tỷ. Giờ đây, hầu như có thể khẳng định tác giả Công Lý có tin nội bộ và có thể mang màu sắc phe cánh chính trị, một cụm từ đặc thù được các cơ quan đảng và cơ quan đặc biệt thường dùng. Nếu sắp tới bà Nguyễn Thanh Phượng, con gái ruột của cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, bị Bộ Công an khởi tố và tống giam liên quan đến vụ Mobifone mua AVG, người ta có thể hiểu ra rằng việc Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân đến thăm cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ngay trước Tết Nguyên đán năm 2018 chỉ là một động tác vỗ về an ủi, không để ông Dũng quá bức bối mà sinh manh động. Xin kính chào quý vị và các bạn. Sau đây xin kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bài viết lật lại vụ án tham nhũng Mobifone mua AVG. Trương Minh Tuấn là người ký quyết định phê duyệt. Như chúng ta đã biết, việc Lê Nam Trà chỉ đạo Tổng Công ty Viễn thông Mobifone mua đài truyền hình AVG của Phạm Nhật Vũ vào cuối năm 2015 là một vụ tham nhũng rất nghiêm trọng trong ngành viễn thông Việt Nam và ảnh hưởng lớn đến việc cổ phần hóa Mobifone. Tại sao Mobifone mua AVG? Từ đầu năm 2015, Mobifone đã vạch ra chiến lược đầu tư vào truyền hình. Tuy vậy, bên cạnh việc làm sai quy định nhà nước và tham nhũng lớn, việc Mobifone mua đài truyền hình AVG là một quyết định hết sức sai lầm vì các lý do. Các nhà mạng viễn thông hiện nay hướng tới kinh doanh đa dịch vụ trên hệ thống cáp quang tốc độ cao đến các hộ gia đình. Mobifone hiện chỉ là nhà mạng di động thuần túy, không có mạng truyền dẫn quang toàn quốc như Viettel và VNPT. Nên để phát triển nhanh thì Mobifone cần mua một công ty truyền hình cáp đang sở hữu mạng truyền dẫn quang. Trong khi đó, AVG lại là đài truyền hình sử dụng công nghệ phát sóng qua vệ tinh và đài mặt đất, không sở hữu hệ thống cáp, nên Mobifone không tận dụng được lợi thế gì từ hạ tầng của AVG. Do AVG cũng là công nghệ vô tuyến, nên Mobifone không thể cung cấp đa dịch vụ chip play hoặc quarter play cho khách hàng, trong khi các đối thủ như Viettel, VNPT, SCTV, VTV Cap có thể làm được điều này, nên Mobifone tiếp tục đánh mất lợi thế so với các đối thủ. Khoảng tháng 9 năm 2015, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son đã tuyên bố không cổ phần hóa Mobifone bằng mọi giá. Tuyên bố này bản chất là làm chậm tiến độ cổ phần hóa và dọn đường cho Lê Nam Trà, Phạm Nhật Vũ xúc tiến vụ Mobifone mua AVG, trong khi vào thời điểm đó thì Mobifone đã chốt giá trị tài sản vào ngày 30 tháng 6 năm 2015 để cổ phần hóa. Nguyễn Bắc Son khi đó đã chỉ đạo Lê Nam Trà gấp rút ký kết hợp đồng Mobifone mua AVG với Phạm Nhật Vũ vào giữa buổi trưa ngày 20 tháng 12 năm 2016, ngay sau lễ tổng kết năm 2015 của Tổng Công ty Mobifone. Việc Mobifone mua AVG đã sai phạm như thế nào? Việc Lê Nam Trà ký hợp đồng để Mobifone mua 95% cổ phần của đài truyền hình AVG với số tiền là 8.900 tỷ đồng đã vi phạm nghiêm trọng quy định đầu tư xây dựng cơ bản của nhà nước. Theo quy định, với các tài sản cố định có giá trị lớn, doanh nghiệp nhà nước phải lập dự án nhóm A để trình Thủ tướng phê duyệt. Tuy nhiên, trong thực tế, Lê Nam Trà đã không lập dự án nhóm A để trình Bộ Kế hoạch Đầu tư, Bộ Tài chính thẩm định mức giá mua bán để trình Thủ tướng phê duyệt, mà việc mua bán này chỉ dựa vào văn bản phê duyệt chủ trương chung, không phê duyệt giá trị mua bán. Như chúng ta đã biết, tổng giá trị tài sản của AVG ở thời điểm tháng 12 năm 2015 là 2.000 tỷ đồng. Sau khi trừ đi khấu hao và lỗ lũy kế 1.000 tỷ đồng, thì giá trị tài sản còn lại của AVG là 1.000 tỷ đồng. Hai băng tần 700 GHz của AVG thì Mobifone cũng không sử dụng được, do AVG trả lại Bộ Thông tin và Truyền thông vào cuối năm 2017 để đấu giá lại theo nguyên tắc công khai, minh bạch. Ở thời điểm cuối năm 2015, tổng thuê bao truyền hình của AVG vào khoảng 700.000 thuê bao và hầu như không phát sinh doanh thu. Trong đó có 400.000 thuê bao ảo do Phạm Nhật Vũ tập trung thổi trong năm 2015 để tạo ấn tượng tốt cho thương vụ AVG nếu định giá AVG bằng phương pháp dòng tiền cash flow. Dù biết vậy, Lê Nam Trà vẫn quyết định để Mobifone dốc túi 8.900 tỷ đồng bằng 2/3 vốn điều lệ của Mobifone để mua đài truyền hình AVG quặt quẹo và đang thua lỗ. Số tiền gần 8.000 tỷ đồng chênh lệch từ vụ mua bán AVG đã và đang nằm ở trong túi những ai thì cơ quan hữu quan đang bí mật khẩn trương làm rõ.
Mobifone tiếp quản con nghiện AVG trong tình trạng thế nào? Mobifone tiếp nhận đài truyền hình AVG trong tình trạng AVG cạn kiệt vốn lưu động, trong khi số nợ đến hạn hơn gần 700 tỷ đồng, cần phải thanh toán ngay vào tháng 6 năm 2016. Có một điểm cười ra nước mắt là Phạm Nhật Vũ đã đồng ý cho AVG vay 350 tỷ đồng để AVG đảo nợ. Bản chất số tiền 350 tỷ đồng này là tiền của Mobifone chuyển cho Phạm Nhật Vũ từ vụ mua bán nói trên. Và Lê Nam Trà đã chỉ đạo Mobifone phải bảo lãnh cho việc Phạm Nhật Vũ cho AVG vay khoản tiền 350 tỷ đồng nói trên để AVG tiếp tục thở oxy. Tình hình phát triển thuê bao truyền hình AVG của vụ Mobifone đang hết sức bi đát. Hầu như toàn bộ thuê bao là ảo và không có doanh thu. Tất cả số liệu báo cáo Bộ Thông tin Truyền thông về phát triển thuê bao đều là số liệu bị Lê Nam Trà chỉ đạo thổi phồng. Với mục tiêu bằng mọi cách để AVG có lãi vào cuối năm 2016, Lê Nam Trà đang chỉ đạo cả hệ thống chính trị Mobifone tham gia giải cứu binh nhì AVG qua việc dồn nhiều dịch vụ giá trị gia tăng như game, nhạc của các đối tác phải chạy qua cửa AVG, tăng tỷ lệ ăn chia thêm 10% đến 15% từ Mobifone cho AVG so với mức thông lệ. Qua việc này, ước tính Mobifone đang chuyển lợi nhuận mỗi tháng khoảng 30 tỷ đồng cho AVG để AVG có lãi ảo vào cuối năm nay để Lê Nam Trà có thể xoa tay báo cáo cấp trên là Mobifone đã mua AVG là rất hiệu quả. Các cơ quan hữu quan đang điều tra ra sao? Cuối tháng 4 năm 2016, thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư, Ban Kinh tế Trung ương đã yêu cầu Bộ Thông tin Truyền thông giải trình vụ Mobifone mua AVG. Căn cứ trên số liệu báo cáo thổi phồng của Mobifone, có vẻ như Bộ Thông tin Truyền thông đã giải trình trơn tru vụ việc với Ban Kinh tế Trung ương. Hiện nay, Ban Nội chính Trung ương và Ủy ban Kiểm tra Trung ương đang thu thập đầy đủ hồ sơ vụ AVG và đang chuẩn bị báo cáo vụ việc tới lãnh đạo cấp cao nhất của Đảng. Từ tháng 4 năm 2016, Thanh tra Chính phủ đang tập trung điều tra vụ tham nhũng AVG tại Mobifone. Vào cuối tháng 5 năm 2016, Thanh tra Chính phủ đã yêu cầu Lê Nam Trà dừng việc chuyển nốt hơn 2.000 tỷ đồng của vụ mua bán AVG cho Phạm Nhật Vũ. Dự kiến, lãnh đạo Thanh tra Chính phủ sẽ sớm yêu cầu Phạm Nhật Vũ phải hoàn trả lại toàn bộ số tiền bán đài truyền hình AVG mà Lê Nam Trà đã chuyển cho Phạm Nhật Vũ trong 6 tháng qua, đồng thời tuyên bố hợp đồng mua bán giữa Mobifone và AVG là vô hiệu. Bộ Kế hoạch Đầu tư cũng vừa yêu cầu Lê Nam Trà báo cáo rõ về vụ việc AVG cũng như số tiền mà Mobifone đã thanh toán cho Phạm Nhật Vũ. Hiện nay, Bộ Kế hoạch Đầu tư đang phân tích, chuẩn bị báo cáo đánh giá vụ việc để gửi lên Thủ tướng Chính phủ. Một điểm đáng lưu ý là ông Trương Minh Tuấn, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông hiện tại, khi còn là Thứ trưởng, đã ký quyết định phê duyệt để Lê Nam Trà ký hợp đồng mua AVG. Ngọn nguồn sự việc bắt nguồn từ đây, Nguyễn Phú Trọng đã phát biểu chống tham nhũng là không có vùng cấm. Hơn lúc nào hết, nhân dân cả nước đang hết sức quan tâm đến tiến độ các cơ quan hữu quan điều tra, xử lý đại án tham nhũng AVG tại Mobifone, làm rõ trách nhiệm cá nhân có liên quan.